Thông tin tiểu sử diễn viên Lý Thanh Thảo Lý Thanh Thảo Sinh ngày 11 tháng 12 năm 1982 Là một diễn viên điện ảnh Việt Nam ôn sơ cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình và diễn nhiều vở Kịch tại sân khấu kịch phú nhuận Cô tốt nghiệp khóa 5 Khoa diễn viên trường sân khấu và điện ảnh năm 2006 Cô dễ ngang theo học khóa đạo diễn sân khấu cùng với diễn viên Hạnh Thúy. Lý Thanh Thảo kết hôn lần đầu tiên với một người đàn ông người Việt Nam và đã có một người con trai. Cuộc hôn nhân của cô chấm dứt sau hai năm mân sau đó. Thanh Thảo bắt đầu mối quan hệ với Christian Rome và đã có một cậu con trai là Damian Romeli. Lý Thanh Thảo là một nữ diễn viên người Việt Nam, được công chúng biết đến khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình và các vở kịch tại sân khấu Phú. Nhuận, Thanh Thảo hiện đang có cuộc số hôn nhân hạnh phúc bên người chồng Tây. Thanh Thảo tốt nghiệp khoa diễn viên tại trường sân khấu và điện ảnh. Năm 2006, cô tham gia khóa học đào tạo đạo diễn sân khấu nhắc đến lý thanh thảo khán giả Việt Nam không thể không nhớ đến một cô gái nhỏ nhắn có nụ cười duyên dáng với lối diễn xuất tự nhiên nhưng vô cùng tinh tế thanh thảo từng tham gia các phim như vai hạnh trong hương phù sa vai đào trong vòng xoáy tình yêu vai hai ngạn trong người bình xuyên vai thủy trong mùi ngờ gai vai chi ni trong gia đình phép thuật Vai trang trong một ngày không có em, Lý Thanh Thảo còn tham gia một số chương trình truyền. Hình như, ơn rời, cậu đây rồi, lữ khách 24 giờ, nghìn lẻ một chuyện, mi man can đàn ông phải thế, con đã lớn khôn, gala cười 2005, kỳ án đông tây kim cổ về trường, Lý Thanh Thảo kết hôn với người chồng đầu tiên là một người đàn ông người Việt Nam. Hai vợ chồng đã có một con trai. Tháng 5 năm 2011, Thanh Thảo và chồng ly hôn. Sau đó, Thanh Thảo đã quen biết bà bắt đầu mối quan hệ với một anh chàng Tây tên là Christian Rome. Sau một thời gian tìm hiểu, Lý Thanh Thảo và Rome đã về chung một nhà và đã sinh được một cậu con trai. Hiện tại, Lý Thanh Thảo đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây và hai cậu con trai. Ngày 1 tháng 2 năm 2017, nữ diễn viên này đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của mình khi được chồng cầu ôn ở Úc. Được biết, để chuẩn bị cho màn cầu hôn này. Rome đã đặt một chiếc nhẫn có đính viên kim cương cỡ lớn tại Singapore. Sau đó, anh đã thuê tàu để cùng vợ ngắm cảnh và thực hiện màn cầu hôn lãng mạn. Thông tin thêm Wiki Lý Thanh Thảo Lý Thanh Thảo tên khai sinh Lý Thanh Thảo sinh 11 tháng 12 1982 34 tuổi Long An. Việt Nam tên khác thảo cỏ nghề nghiệp diễn viên kịch diễn viên điện ảnh diễn viên truyền hình diễn viên lồng tiếng hoạt động 2002 nay hôn nhân Christia ẩn trang web trang Facebook Lý Thanh Thảo sinh ngày 11 tháng 12 năm 1982 tại Long An là một diễn viên điện ảnh diễn viên truyền hình diễn viên kịch và diễn viên lồng tiếng Việt Nam Sơ